chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Đây là cái Washington Mall, là một cái mall nằm ở thành phố Edmonton, Canada. Đây là cái chỗ chơi gọi là Galaxy Land, là cái chỗ chơi để cho quý vị có thể tới chơi, dẫn con em tới chơi. Cái chỗ chơi này nó nằm ở trong cái mall quý vị. Thì bây giờ ở Edmonton thì mùa đông lạnh lắm, thì đưa cho con em tới đây chơi là tuyệt vời, thì mình không cần phải ra ngoài chơi, mình chỉ vô đây mình chơi thôi. Thì đây là những cái trò chơi mà mình có thể dẫn con em tới chơi. Thì ở đây thì mình có thể mua vé chơi một chỗ chơi như vậy, một cái này á, thì mình có thể mua vé một lần, hay là mình mua vé cả mấy chục cái vậy đó, xong rồi mình đi chơi từng cái, hay là mua vé cả ngày vậy đó, mình đi chơi nguyên cả ngày luôn đó. Cái này là lái xe bằng điện đó quý vị. Ô, cái này đẹp này. Cái này có điện, nó đèn rất đẹp. Lên trên này ngồi được hai người, xong rồi cái bánh xe nó xoay nó chạy tròn cái này rất là nhanh. Ở đây thì cuối tuần thì người ta dẫn con em đi rất là đông. Rồi bây giờ ở đây thì nó lạnh lắm, thì ai cũng đa số ai cũng vào đây để xem, để chơi. Đó, nó xoay vậy đó, nó chạy vòng vậy. Đây có cái trò chơi gì đây nè, cái này là cái nó theo cái game Sorry á, mà chơi cái game này giống như game cả ngừa Việt Nam mình đó. Không biết quý vị nhớ cái game cả ngừa không? Xin quý vị đăng ký kênh Cuộc Sống Ở Đây để ủng hộ kênh, bấm nút thích và chia sẻ. Please subscribe to support the channel. Hit the like and the share buttons, please. Thank you. Đây cũng có mấy cái game cho mấy trẻ em này. Cái game này thì hình như là đa số nhà nó cũng có này. Cái game đó là kẹp moi ruột, moi gan đâu vậy đó. Đồng cái này nó hú lên. Ghê lắm. Cái game bằng sóng nước này. Không được, không chắc họ hôm nay họ điện không làm, hay họ nghỉ đi đâu rồi sao thấy không có ai canh. Cái này cũng vậy này, cái xoay vòng tròn này không biết sao hôm nay không có chơi, hình như nó bị cái gì hay là đang sửa gì sao đó. Cái này lên xoay cũng ghế lắm.
đây có cái tàu lửa nhỏ 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 này, cho gia đình đi này, nó chạy vòng quanh ở trong cái chỗ chơi này thôi, chứ nó không có chạy trong mò, nó chạy vòng vòng ở đây thôi, khoảng chừng cỡ 5 phút gì đó và nó quay trở lại. Đây em nó chạy mà lạc mà đi qua bên kia thì tàu lửa đó có thể là chạy ngang bên đó, nhiều lúc đi qua bên kia cũng gặp nó chạy qua. Trong này họ cũng có cho mình thuê để mở mấy cái tiệc sinh nhật cho mấy đứa nhỏ đó. Có con em nhỏ mà muốn lên đây để mở cái party, mở tiệc sinh nhật thì mình có thể thuê ở đây. Mình lên đây mình mở sinh nhật xong rồi chơi ở đây luôn. Lại máy bay này cho mấy đứa nhỏ. Đó, chiếc tàu lửa hồi nãy đó, nó đang đi đó. Bây giờ là phải đợi á, nó đang trong chuông á, là nó không cho mình đi bộ qua mà tàu nó đi qua đó, tàu đó quý vị, đợi tàu nó qua xong nó mở cái càng đó lên mình mới đi qua cái đường đó được. Thì cái chỗ này đa số là cho mấy đứa nhỏ chơi thôi, còn người lớn thì nó ít lắm. Lớn thì hình như cũng có một hai cái gì đó thôi bên kia, còn ở đây khu này toàn cho mấy đứa nhỏ. Và trước mặt quý vị đó, cái đó là cái tuột nó lớn, nó hình như bây giờ nó đóng cửa rồi, nó đang sửa sáng gì đó, nó không cho chơi nữa. Đây thì cho mấy đứa nhỏ nó lại xe này, xe máy này. Đây, ngồi xoay cái này mà quý vị nào mà hay bị sóng xoang đó, hay là bị là vô đây ngồi xoay cái này là chắc cũng chóng mặt á. Đây nên đây cũng có cái này cũng ghê này. Cái này thì cho người lớn chơi nè. Quý vị nào mà yếu tim mà đi cái xe đó thôi. Khủng khiếp. Đi cái đó là phải cố gắng. Không mà đi lên nó tuột xuống không sợ, nó trong cái này thì nó không có cao. Nó la nó hét đó quý vị. Cái này là cái tàu khác, cái xe khác. Xe bên kia là màu xanh, xe này màu hồng. Bên kia hình như 4 người ngồi, bên này thì tới cả mười mấy người. Đó, cái tàu lửa nhỏ nhỏ hồi nãy nó đi qua đó, là nó cũng đi qua cái đường này luôn đó. Không được sao, không thấy xe mà nó cứ kêu. Đi băng qua cũng không dám đi nữa, sợ nó xe nó ra, tàu lửa nó ra. Đó, thì tàu lửa nó qua rồi mà nó chưa có chạy. Cho nên nó cứ kêu vậy đó. Cái này mới ghê nè. Cái này mà tới lúc mà hồi chờ đâu mà nó còn mấy cái lợn cái bờ đó. Thấy mấy đứa nó chơi ghê lắm. Ở đây thì nó nhỏ thôi, nhưng mà thầy cũng sợ.
đây cũng có cái trèo giống như mà trèo núi vậy này. Đó. Vì có thể vô đây để trèo trèo lên trên cái điểm cao đó là thẳng đó. Mà hình như thấy mà cũng không có ai trèo lên tới đó được, khó lắm. Lên gần tới là rớt à. Ở đây thì có cái chỗ chơi game này. Thì con em nào mà muốn chơi game thì vô đây chơi game cũng được này. Có mấy cái máy nữa, chơi game. Ở đây cũng có cái chiếc tàu lửa nhỏ nhỏ này, tặng cái này cho mấy đứa nhỏ nó đi này, nên lên trên mấy cái đường ray cao đó đó, mà cái nhỏ thôi. Này đi lên rồi nó xoay nó lộn cũng dữ lắm. Mà cái này thì cho mấy đứa nhỏ nó chơi, còn cái bên kia màu xanh á, bốn chỗ ngồi á, thì cái đó cho người lớn. Tới đây thì có mấy cái game cho mấy đứa nhỏ này. Mặt quý vị bên trái có cái chiếc thuyền đó, nó đu đó, cái chiếc đó mới ghế đó. Quý vị nào mà chóng mặt mà ngồi ở trên đó là thôi, là nó chóng mặt dữ lắm. Nếu quý vị nào mà chóng mặt mà thích đi ngồi giữa chiếc thuyền thì nó đỡ hơn, ngồi ở đầu với cuối thì nó chóng dữ lắm. Đây còn có game nữa nè. Bên này là đa số là game. Còn trước mặt với bên kia là đồ chơi. Cái mall này nó lớn lắm, thì quý vị có thể đi mall, đi shopping ở đây, rồi dẫn con em lên đây chơi cuối tuần rồi về đó. Bây giờ mùa đông thì không, ở ngoài thì lạnh, ra ngoài chơi không được, thì có thể lên đây chơi cho nó khuây. Mày xin chào quý vị và cảm ơn quý vị đã xem video của kênh Cuộc Sống Ở Đây, và hẹn gặp quý vị lần sau. Thanks for watching our YouTube channel, everybody. Please subscribe. Thank you and see you guys later. Bye bye.